Luôn luôn thích
thích cái gì, vừa là cái ái thể thế nào. Nhìn cái bông hoa này nó màu trắng, nhìn cái lá cây này màu xanh, thích nhất nhãn thích có đủ sức, tức là các căn có mặt thì thời. Đây chính là danh sắc, nhớ nha, là nhớ câu trong kinh gọi là cái danh sắc, mà trong duyên khởi gọi là danh sắc. Danh sắc có mặt tức là thọ sắc, của sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn, hay là đó, nên tức là năm uẩn này có mặt thì nó trợ tạo cho cái gì, năm cái đường dẫn, tức là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập có mặt. Thì năm hay sáu cái đường nhập này nó dẫn vô cái gì, sáu cái đường xúc. Chính vì nó có sáu đường đó cho nên có cái đường của nhãn thức, xin lỗi, nó có cái đường của nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, sáu cửa này nó mới đưa đến xúc. Bây giờ nếu như đuôi có thấy được không, không bao giờ thấy, chính là có cái con đường dẫn đi, nhớ ra. Và nó chính là cái nhập đó, tức là cái nơi mà dẫn tới. Thì nhập có mặt, xúc có mặt, nó dẫn đi, thì có con mắt là phải thấy, có tai phải nghe, có lưỡi phải nếm, có mũi phải ngửi, có thân phải xúc chạm, có ý phải suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ thế nào mới đúng pháp? Đó gọi là Dasana Uttariya, tức là thấy mà đưa đến cao. Thường thường chúng ta biết và cũng biết tại sao mà biết đây là màu trắng, đây là màu vàng. Do cái gì? Do cái gì mà phân biệt được? Hả? Phi như pháp, bây giờ mình kiểm tra lên đó. Tại sao biết đây nó là màu vàng? Hả? Màu vàng. Khi xưa ta bé, ta còn rất nhỏ, ai dạy cho ta phân biệt màu sắc, là đây là màu vàng nhé con, đây là màu xanh nhé con, đây là bông nha, nghĩa cả biết luôn xác định đây là bông cúc nhé con, đây là cái gì, đây là chai nước suối nhé con, nhưng điều người ta nói chai nước, đây là cái sự phân biệt rất là đặc biệt nữa, nó cho một chai nước, thì riêng người ta nó cho một chai nước đó thì bất cứ cái chai nước nào cũng được. Nhưng khi ta nó cho một chai nước suối hay cho một ly nước thì ly nước đó, ly nước lại, ly nước trà, ly nước ngọt, ly nước gì, tất cả là ly mang tính tổng quát. Nhưng ở đây do cái gì? Do cái sự phân biệt. Mà tại sao chúng ta biết đây là màu trắng, đây là màu vàng? Do tưởng đã đi qua, tưởng trong quá khứ, cái bất cảnh ngay hiện tại, nhớ biết rất lẹ, tâm rất lẹ, thấy biết màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, nó lẹ nhanh như vậy đó quý vị. Thì chẳng qua là do tưởng. Và cuộc đời của con người là một chuỗi dài của thọ tưởng. Đây, thì bây giờ nhé, xúc tức là sự giao thoa gặp gỡ giữa căn cảnh và tính phát sinh xúc. Xúc sinh thì có mặt, thì mới gì? Biết mùi, biết hương. Ở trong duyên khởi, dạy như vậy. Bởi vì có mắt thấy tai nghe mũi ngửi, mắt thấy thì tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, thì thế là cái gì? Khởi sanh, cảm thọ khởi sanh. Nhưng cái bông cúc màu trắng này đẹp hay xấu? Đẹp, tức là nhãn thọ đã khởi sanh, nhãn xúc đã khởi sanh, nhớ nha. Nhãn xúc khởi sanh, tai nghe tiếng của chúng tôi nấu vị nghe, nó trầm hay là nó chép, nó dễ nghe hay khó nghe, đó là nhĩ thức, thọ xả quả và thiền. Thì thọ gì? Cảm thấy nghe nó dễ nghe. Có nghe không? Đó là cái gì? Khó nghe đi.
quý vị có nghe không? Đó, nghe như vậy là cái gì ý thức thọ có cái gì thì nó vui liền, gọi lại nó vui liền, hét lên một cái thì tự nhiên bực bội. Thế giờ bây giờ thứ một cái đó thôi mà cái tâm nó khác liền, cái sự nghe nó khác liền, cái sự thấy nó khác liền, cái sự thấy bằng cái đẹp theo chết ngay, mà cái nghe cái thấy dầu cho là bây giờ cái này là một cái bông hoa héo cú á, nó không còn đẹp nữa, thì cái sự thấy nó khác. Nếu thấy bình thường và nếu như dầu cho nó đẹp thì cũng sự thấy của con người nó khác, nhưng trên cái nhìn của thấy bằng mắt này, bằng cách tu tập thấy nó bằng danh sắc. Cái bông này nó chỉ là sắc pháp thôi, do cái gì nó tạo thành, do cái gì sắc pháp, do cái gì tạo thành đó. Mô Phật, yếu tố của tứ đại tạo thành, để nhớ như vậy, rồi duyên tứ đại tạo thành, tất cả các hình thái dựa trên bốn sắc, bất thông viên hà tố a bồ tha tu tê cho tha tu hoa vô tha tu, gọi là bốn sắc đất nước lửa gió này là bốn sắc tứ đại. 24 sắc còn lại gọi là sắc y đại sinh, dựa trên bốn sắc pháp này mà sinh ra. Được rồi, thấy không? Dựa trên bốn sắc căn bản này, tất cả 24 sắc pháp này nó dựa lên cái đó mà nó sinh ra. Bây giờ cái này do cái gì tạo ra? Chúng ta nói do cái gì? Do con đất, của nước, của lửa, của gió tạo ra nó. Và cái này do cái gì tạo ra? Hả? Cũng tứ đại tạo thành, duyên tứ đại tạo thành. Vậy thì xét ra ở trong đây có nước không? Trong cái miếng giấy nó khô vậy mà nó có nước, nó có gió không? Và nó có lửa không? Lửa nó sao không thấy, nước nó sao không thấy, nó có quen không? Nó hiểu chưa? Bây giờ mày hiểu chưa cái lý này? Đó, chúng ta luôn suy nghĩ á, đất là nguyên cục đất, mặt đất này không phải nước, tức là đây nước chẳng hạn, như nước đây, nước tôi đang uống đây, đó là nước. Gió là nó lay động, cái tính chất nó lay động. Lửa là hơi ấm. Nhưng phải nhớ tất cả tuy cái này hiện hữu, cái sắc tố này hiện hữu, nhưng những nguyên tố của nó để tạo thành, yếu tố tạo thành cái này cái giấy này làm từ bột, do đâu mà có bột? Nó có cây xài hay là các hóa chất nó phối hợp, thì tất cả những yếu tố đó nó đều dựa trên đất nước lửa gió mà tạo thành yếu tố đó, nó đều có nguồn gốc của nó, cho nên cái này tứ đại tạo thành. Nhưng có đất nước lửa gió vậy đâu có gió ở đây, làm sao cái điều mà mình rất là dở. Ở trên sao quả toàn là lửa không, làm sao có nước, đúng không? Nhưng ngày hôm nay các nhà khoa học đã tìm ra trên sao hỏa có nước. Đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì rất là bình thường. Thì nơi đó nó yếu tố của cái đại tạo thành, thì chắc chắn là phải có đất, nước, có lửa, có lửa đó và có nước ở đó, chứ không chỉ là sao quả là lửa không đâu. Rồi cái gì nhớ này đó, tất cả yếu tố nó kêu là nó nương nhau, các cái sắc pháp nó nương nhau, nó tạo thành. Và cái nào nó làm lớn mạnh nhất, chẳng hạn như cái lửa thì người ta cho cái lửa đó thì không thấy cái gió, không thấy cái nước, không thấy cái đất, nhưng tất cả yếu tố nó đều có cái sự phối hợp một cách bình thường. Thân của chúng ta nè, bây giờ mình không có bệnh thì sao? Cái tứ đại mình nó bình thường. Nếu như nóng quá là nhiệt nó cao quá thì chúng ta khó chịu, đó là tứ đại bất hòa. Mà theo đông y thì nó cân bằng âm dương, nó cân bằng âm dương, tức là nó cân bằng tứ đại để chúng ta khỏe. Còn nói theo y học coi như tây học và tây y á, thì nó dùng thuốc làm sao mà thiếu cái nào để chữa cái đó được, thiếu nước thì nó tăng cường nước, coi như là nếu mà nóng quá đó, thì làm sao dùng cái gì vô để cho nó mát, nó giải nhiệt. Nó lạnh quá thì phải tăng cường vô mặt xung quanh. Nếu mà nó lạnh quá thì phải tăng cường độ ấm lên.
chúng ta thấy lạ không? Những điều mà hiểu trên tinh thần của họ thì không có gì là lạ cả. Bởi vì Phật Ngài nói yếu tố của nó chính là cái gì? Tức là ở trong người mình nó gồm có cái gì? Có danh và sắc. Kiếp người của chúng sinh là kiếp của ngũ uẩn. Có danh sắc. Rồi bây giờ hồi nãy chúng tôi nói mắt thấy tay nghe của người lưỡi nếm, đó là cái thấy bằng cái gì? Tai cũng vậy, ngửa cũng vậy, mà chúng ta thấy bằng cái đẹp, thấy bằng cái không đẹp nó gì? Nhưng cái thấy mà thấy đâu? Đây là sắc pháp. Thấy một cảnh sắc dầu cho người có đẹp, người có xấu cũng bằng nhau. Bởi vì chẳng qua đó là ngũ uẩn. Không phải xin tên quyền đang nói chuyện cho quý vị. Đó nói là nó có phân biệt. Nhưng nấu như thế này, nấu theo cái lời Phật, ngũ uẩn này đang nói chuyện với tất cả ngũ uẩn như nói theo sự thấy cao thượng là phải vậy. Chứ nó không có phân biệt nam nữ, không có phân biệt đẹp xấu, cao thấp, thô gầy. Hiểu Phật Pháp hiểu như vậy là bởi vì thì chúng ta mới đỡ buồn. Ví dụ bây giờ chấp rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi thì chúng ta mới đau khổ. Chứ còn sự thật ra tại sao con mình thương, con người ta không thương? Tại sao con người ta mà tôi thương? Bởi vì đây là con của tôi. Chấp thủ như vậy chứ thật ra nhưng chẳng qua nó là duyên với mình, nó tới với mình. Nếu mà là con của mình sao nói nó không nghe? Kêu nó được đi chơi, nó đi chơi, kêu nó học đi, nó không học, nó đi chơi. Mà kêu nó làm này, nó không làm này, nó thích cái kia. Phải con mình không? Rồi bây giờ đó, mình thấy con người đàng hoàng, con có đi quậy quạt, coi như là đầu trộm, tui cướp rồi nó lừa gạt người ta, nó quậy, nó phá, thôi được cũng kiếp luôn. Ủa sao nó con mình à? Cái lúc đó không phải con tôi. À đúng không phải con tôi. Ngoan, hiền, đẹp đẽ, đó là con tôi, cũng sức khỏe gì. Ai đẻ đó là vậy hả? Vậy thì ở đây chính là một cái nhìn không có phù hợp, mà nhìn mà chính nhìn chấp thủ thì chấp nhanh, nhìn chấp thủ thì khi thương thì cái ấu cũng tròn, khi ghét trái phù hợp cũng nát. Và khi mà người mẹ hay người cha hay người hay một người nào đó mà nhìn bằng cách chấp thủ thì luôn luôn coi người thầy đó, coi người con, coi người cha, người mẹ đó là tuyệt đối. Nhưng cái nhìn của Phật Pháp vậy là sai. Anh nhìn bằng cái nhìn của chấp thủ. Đây là ông thầy tôi tiền nấu tốt, đây là con tôi tiền nấu tốt, đây là vợ tôi tiền nấu tốt, đây là chồng tôi tiền nấu tốt, đây là anh em của tôi tiền nấu tốt. Nhưng điều chúng ta không có biết rằng chính mình còn phòng thu tham sân si. Con người mình tốt xấu cũng lường, chứ đừng nói chi người ta. Nhưng điều chấp thủ là tự cho mình là hay. Và cứ đối lừa, cứ tốt khoe, xấu che, cứ sợ hãi. Và biết bao nhiêu là niềm đau đau khổ sẽ hiện lên cụ đề. Thì cái thấy bằng, cái thấy, cái nghe, cái ngửa, cái nếm, cái đụng bằng cái thấy vô hữu tưởng, đó là cái gì? Cái thấy bằng cái gì? Bằng cái danh sắc, bằng cái sắc thọ tưởng hành thức này của chúng ta thôi, cái sự hiện hữu thôi. Tất cả chúng ta là 28 sắc pháp. Nếu mà nam thì trừ 1, nữ thì trừ 1, sắc nam, sắc nữ. Hả? Còn sắc giờ nam giờ nữ thì cái đó nó miễn bàn đi, chứ thuộc gì dị dị bản rồi, nó dị bản rồi. Còn đó, nếu nam thì trừ sắc nam, nữ trừ sắc nữ, 27 sắc pháp của tất cả chúng ta. Chỉ nhìn con người bằng 27 sắc pháp, 27 sắc pháp này nó phải bị cái gì? Phải bị cái sự vô thường, phải bị cái sự khổ não, phải bị cái sự vô ngã. Cho nên nhìn ta thân thể như miều, tấm thân chồng chất bấy nhiêu khổ sầu, bận tâm trang điểm dầu cao, bấy lâu lầm tưởng thì ra là thế này thôi. Rồi chúng ta có bị cái gì? Phải bị cái sự già, sự bệnh, sự chết. Có ai cũng già của mình? Có ai mà không? Ai trẻ mãi mà không già không? Có ai mà trường sanh bất lão không? Không. Chúng ta phải chết, chúng ta phải già. Nếu như nó già từng cái gì? Già từng cái tuổi tác không? Già từng sắc na, già từng cái gì? Tuổi thọ của chúng ta. Thực tế thôi là chúng ta đang sống đây là tuổi thọ nó giảm dần. Cái thời gian nó qua bao nhiêu thì cái sự sống của ta nó giảm bấy nhiêu. Có đúng không? Đúng, nhưng điều mà lúc này cũng thấy mình khỏe.
lúc nào cũng thấy mình còn mạnh mẽ, còn hào tráng, còn đẹp đẽ. Nhưng năm nay bao nhiêu rồi? Ở trong đây đa phần là trên 30 hết. Đa phần trên 30 hết. 40, 50, 60, 70, gần 80, 80 có được. Rồi, thì sao? Nhưng hỏi mấy người nó già không? Cũng như già, khỏe không? Khỏe không? Giờ nó yếu. Còn yếu nào không? Thang trên thì là có đặt vấn đề. Dạo này già cả lớn tuổi nhất mỏi, mình phải đủ thứ đủ chuyện thì lúc đó có vấn đề nha. Nhưng được tự mình suy nghĩ là tự mình cho mình khỏe, tự cho mình còn trẻ. Nam cũng như nữ cũng vậy. Cũng như nhìn chẳng qua tóc nó bạc rồi đi nhuộm nó đen. Bởi vì chúng vẫn còn khỏe, còn trẻ. Chứ sự thật ra ở đâu trốn tránh hết. Nhưng cuối cùng sao? Đâu có trốn được cái sự thật. Đâu có trốn được cái sự thật. Khi sự thật đó là cái gì? Nghe nói tới một cái khủng khiếp. Tóc thì phải bạc, răng phải rụng, da phải nhanh, mắt mờ, tai điếc, chân mỏi lúa chuột. Tự nhiên cái đó mới khủng khiếp. Mấy cô mấy bà nghe cái đó coi như dự báo thời tiết đó, coi như là thấy là không vui chút nào hết trơn. Là bão này là bão cấp, coi như cấp đen tối rồi. Coi dự báo thời tiết này coi như là cụ ở gì sóng thần khủng bố sắp tới rồi, ma nó phải tới. Cái cuộc đời con người như vậy. Nhưng mà cái nhìn, cái thấy, cái thấy bằng cái đó, cái thấy bằng cái sự vô thường, cái thấy bằng sự khổ não, cái thấy bằng sự tu hành. Cái sự tu tập cần phải như vậy đó. Rồi thì ta phải già, rồi ta phải bệnh, rồi ta phải chết. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Đó, ví dụ như sẽ với quý vị là thân bằng quý phụ của quý vị. Ra đi, ra đầu chính quý vị phải xa cha, xa mẹ. Chứ mấy chi xa sinh, xin chứ anh em gọi là quý thủ cái gì đâu. Cũng có gì cũng cách ngăn nè. Cũng chưa có người anh chị em được gì của sư ở tại đây. Mà nó chỉ lúc tình thôi, mà còn là xót xa. Hay là thầy của quý vị, quý vị cũng sẽ cảm thấy xót xa. Chứ đừng có chỉ là người thân, ly biệt người thân. Đó là vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ. Thì phải khóc biết bệnh là bao nhiêu. Bởi vì bao nhiêu lâu nay ngu quá, thấy rằng đây là cha tôi, mẹ tôi, cho nên trân thương, yêu quý, giữ gìn thì không bao giờ đổi thay và tồn tại. Nhưng cuộc đời này khắc nghiệt lắm, định lực vô thường khắc nghiệt lắm, cướp đi của chúng ta tất cả mọi thứ. Mà cái nhìn của người tu thấy bằng gì thấy? Tất cả những gì chúng ta thấy bằng cái gì hiện ta thấy bằng cái tướng trạng bình thường, chứ không thấy bằng một cái pháp, bằng một cái nghĩa nó cao hơn. Tất cả chúng ta hiện hữu nơi đây chỉ là thời gian. Mà người ta nói rằng hôm nay ở trọ trần gian thì chúng ta có cái đó không? Ở trọ trần gian, ở trọ trần gian là đúng không? Đúng rồi. Có người một tuổi hai tuổi chết lỡ trọ, một năm hai năm, có người một ngày hai ngày, có người ba bốn chục năm, năm sáu chục năm đang ở trọ, chẳng qua là ở trọ có thời gian dài, tuổi thọ được dài. Và ở trọ thì sao? Thì phải ra đi nơi trọ, chỗ trú trọ, rồi phải ra đi. Cái nhà của chúng ta chưa chắc là chúng ta ở, khi chúng ta vừa sinh ra cha mẹ mà nó đổi thay ba bốn lần. Chứ phải sinh ra ở nhà nó suốt từ đầu cho tới khi chúng ta chết đâu. Chính cái nhà đó là cũng đã đổi thay. Và chính cái chỗ trọ cũng có con người mình cũng bao lần mình vĩnh lên mình xuống, kết hợp bên bao lần thì cũng tính ra đi, cũng không ở trọ nữa đó nha. Nhưng điều mà thôi, coi như cũng còn chút gì để nhớ để thương, tiếp tục ở trọ trần gian này nữa. Đó là sự thật. Nhưng nghĩ thấy rồi tất cả chúng ta phải ra đi. Đời là một đường sắt dài vô tận, một kiếp luân hồi vô tận. Ta kiếp tha nhân chỉ một chuyến tàu, trên chuyến tàu cầm luân sanh tử đó. Rồi có người ghé qua ở một sân ga thứ nhất của kiếp người, sân ga thứ hai của cổ trời, sân ga thứ ba của địa ngục bạc xá lợi phúc la ngạ quỷ. Hay là hôm nay ghé cái sân ga này kiếp người, ngày mai
tiếp tục sanh ra thứ hai là địa ngục và sanh ra tu la ngạ quỷ. Đó là cái chuyện bình thường. Rồi tiếp tục ở ở trọ cái ngạ quỷ là để tạo quả khổ đau ở trọ cái địa ngục và sanh ra tu la đó. Rồi tiếp tục trở lại làm người hay tiếp tục đi qua một cái quán trọ khác là cũng vẫn là địa ngục và sanh ra tu la ngạ quỷ. Điều do cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, cái đụng của chúng ta nó như thế nào. Nếu như cái thấy mà tham ái khởi sanh, cái nghe tham ái khởi sanh, cái ngửi tham ái khởi sanh, cái đụng tham ái khởi sanh, cái ý suy nghĩ mà cũng là đầy dễ những tham ái phiền não, thì chắc chắn rằng cái sự thấy đó đưa đến đau khổ, không phải sự thấy không được. Sự thấy đưa đến sanh tử. Cái sự suy nghĩ đây chính là sự suy nghĩ của tốt xấu xa gần tất cả. Chúng ta luôn luôn nhìn để phán xét, chúng ta luôn nhìn để so sánh. Nhưng Phật thì dạy tất cả những nhìn về mình, phải quay về mình. Nói như vậy không khó hiểu không? Chắc hiểu được không? Chúng tôi nói hỏi thật á, hiểu được mà phải không? Không thì chắc hiểu được, chúng tôi giảng một cách đơn giản nhất đó. Thì đó chính là cái nhìn thấy. Bây giờ chúng ta luôn luôn, bây giờ ngày nào cũng vậy, cũng coi giếng, ngày nào cũng soi gương, soi gương, soi gương hết. Cái điều này chắc chắn. Ngày nào cũng soi gương hết. Nhưng hãy nghĩ rằng có soi, có kiểm đó, nó cũng đi, đi à. Chứ không phải kiểm nó dừng đâu. Chẳng qua nó nhanh thì sức kẹp lên cho nó căng ra chút xíu. Nhưng điều mà khi cái tấm màng chung khép lại, khi mà rửa mặt chút xíu thì cũng coi như là cái chuyện đó thì nó cũng không thể nào mà mất được. Nó có phần hiện diện nơi đó, đâu có mất được, có phải vậy không? Thì đến cái nhìn của cái gì? Chúng ta luôn luôn bằng cái nhìn của tục đế, bằng cái nhìn của chấp thủ, bằng cái nhìn của thấy nghe ngửi nhất độ này mà tục đế. Thì chúng ta không bằng cái nhìn, cái thấy của chân đế. Thấy chân đế là được thiết bằng các pháp cho duyên mà hội tụ. Và cũng do duyên mà nó tan nó rã. Cái sắc pháp, sắc quẩn thủ, tự quẩn hành, quẩn tích quẩn này khởi sanh, cho nên chúng ta có mặt trên cuộc đời. Mà ngày nào ngũ quẩn có mặt, ngày nó khổ đau sẽ được tiết diện. Đâu, bây giờ cái người giàu không khổ không gì. Chưa biết. Người có tiền, người không có tiền thì khổ vì tiền. Và khổ gì khổ đau khác và khổ gì tiền. Người không có tiền khổ, không có tiền và khổ nhiều cái khổ khác nữa. Còn người có tiền không khổ gì tiền nhưng các khổ khác đều trùng trùng điệp điệp cái khổ. Nhưng lúc đó người ta không lấy cái tiền làm cảnh trưởng. Mà người thiếu tiền thì lấy tiền làm cảnh trưởng. Tôi có tiền tôi sẽ khỏe, tôi sẽ vui. À nó là thấy đi khó ở rồi sẽ có. Có cái này nó tiếp diễn cái kia. Bởi vì sẽ chúng sinh ở trong cuộc đời. Bởi cho nên chúng ta cứ phải là bằng cái nhìn không vô ngã, bằng cái nhìn không chấp thủ, hay bằng cái nhìn không chấp thủ ở đây cũng như là cái sự hành vô cao thượng. Nó thực hành cái gì? Thực hành theo bát chánh đạo như tự hành cái, bằng một cái lý của cái gì? Bằng cái lý của tam tướng là của vô thường, của khổ não, của vô ngã, thì chúng ta mới được được cái sự tốt đẹp. Hay là bằng cái nhìn của thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán, thấy và hiểu ở trong cuộc đời này như vậy. Cái sự tình tất cả không phải tự động mà như vậy. Tự nhiên chúng ta về chúng ta thấy chồng chúng ta chửi, chúng ta hay nhìn sai, nhìn về thấy con chúng ta bị như thế này, nó là chúng ta nghĩ các pháp nó vô thường, nó nghịch duyên. Tâm của chúng sinh nó là vậy. Tâm của chúng sinh nó một cái chấp thủ, hai nữa là quán hờn, tức giận, ghen ghét, bực bội, khó chịu. Mà chẳng qua là vợ chồng với nhau khó có hiểu được nhau, mà chẳng qua sống che giấu với nhau mà sao? Được cha con, mẹ con cũng vậy, bởi vì tình thương mà thôi, bỏ qua tất cả những lỗi lầm của con hết. Chứ sự thật ra con vô dạng, con sáng nói, con xin lỗi, con vô dạng tội lỗi, tại vì con quá nhiều lỗi đi. Và cũng vậy, cha mẹ đây cũng lỗi từ tiền thân. Đối với cái gì? Đối với ông bà, đối với cha mẹ, trên lỗi trùng trùng điệp điệp của nhau mà nhìn nhau thiên nhân hô.
Chúng ta luôn luôn coi con phải hiếu thảo với mình. Những điều mình cứ hiếu thảo với ông bà cha mẹ không? Khó lắm. Dạ. Thì bằng cái nhìn của cái gì? Bằng cái lý, cho nên chúng ta không sợ. Bằng cái nhìn của nhân duyên, tất cả các pháp hội tụ rồi phải đã tan. Một chút xíu đây nữa ra đi, cái chùa này trở lại vị trí cũ, đó là duyên khởi như vậy. Ngày mai đâu có như thế này, hoặc có thể là đông hơn, có thể là ít hơn, tùy theo cái duyên. Cũng như hôm nay quý vị đâu có biết chúng tôi có mặt để nói chuyện với quý vị, phải không? Mà còn biết. Và hôm nay trong hội chúng này chúng tôi có duyên với một số người và không có duyên với một số người. Nói đáng phúc mà nói theo đời kêu hiểu đường chánh liền, không nói một hiểu đường chánh liền, nhưng có nhiều người nói bao nhiêu mình cũng tiếp nhận bấy nhiêu. Chúng ta phải nhìn bằng cái nhìn của tích cực như mình thì à vào giảng dạy hay là sinh hoạt gì nghịch thuận mà không có phân biệt, không có buồn giận, còn hoàn bằng cái nhìn của nhân quả là không sao. Nghịch thuận hôm nay gặp người đó thấy ghét, gặp người đó thấy bình thường, thì chúng ta đừng có bị phân tâm mà đặt cái duyên chúng ta bị bệnh. Hiểu biết được quán cái nhân duyên như vậy đó, đó là cái người tu, đó mới ngang hàng cao thượng, chứ không phải ai cũng trải thảm cho mình đi hết, có chuyện đó đâu. Trong cuộc đời này không có ai cũng trải thảm cho mình bước lên trong tù đi máy nó khỏe quá thì còn gì nữa là đau khổ. Bởi hôm nay chúng ta gặp cái điều này, ngày mai chúng ta gặp cái điều đó. Cũng như hôm nay quý vị về nhà, hôm nay thấy vợ, thấy chồng, thấy con cái nó vui, không phải cái vui nó lúc nào cũng giữ được một cái nhịp sống vui đó đâu. Hôm nay chồng mình về đang đi đường bực bội, hay là có cái chuyện gì chưa giải quyết xong rồi lão đang bực bội trong lòng, để ra mình về mình im lặng, cái về tự nhiên không đem cái chuyện gì lửa bên ngoài không đem vô đây nói lý Phật pháp luôn, lửa bên ngoài đem về nhà, cái tự nhiên nó lửa cái ông hiểu được cái ý nghĩa, ý nghĩa của cái bà nó móc nó xéo mình nghe, bảo đảm tôi phà lửa cho bà cháy luôn, tức là ông phà lửa thì bà cũng phà lại với nhau rồi cháy nhà thôi. Chỉ chuyện đó chỉ chuyện, nhưng nếu mà mình biết à thì ra như vậy, hay vợ mình về nó không vui, con mình nó không vui, con coi tất cả những hình thái thì có chuyện, nó có cái chuyện riêng mà không cần thiết phải hỏi liền. Có những người rất là dở, có những chuyện mà không giải quyết được là hỏi ở chùa im lặng người ta nói là giấu, phải là giấu, nói ra mới xin đâu có giải quyết được, nó chi mới xin tôi có hiểu cái gì, hiểu không? Tức là thôi im lặng để cho mọi việc nó qua. Và ở đây cái thấy, cái nhìn, cái nghe nó phải do cái được, phải cái sự tu tập, sự ham nhận và cái sự chịu đựng nó vượt qua. Và cái thấy bằng cái thấy của nhân quả, cái thấy của nhân duyên đó là pháp hóa niệm xứ, cái thấy của vô thường, khổ não, vô ngã, rồi cái này nó cũng đi qua. Đừng có lo lắng, đừng bao giờ tuyệt vọng bằng mọi thứ, đừng bao giờ tuyệt vọng. Bởi vì sao? Dầu cho hết tiền, hết của, hết sức, hết gì hết, tất cả là do duyên. Quý vị thấy cái người mà cái nghiệp chết nó chưa tới đó, bác sĩ chê, đúng không? Không kịp trở về đi, để trở về. Mà uống ba cái thuốc cái gì, uống lá cây này, uống cái thuốc nọ, tự nhiên nó khỏe lại. Tại sao như vậy? Cái trì nghiệp nó che chắn để cho người này không chết. Nhiều khi bác sĩ tiên liệu chắc chắn người này chết, dựa theo cái vật lý y học mà thấy chắc chắn người này chết. Khi cái phổi, khi cái tim, khi cái thận, khi cái gan nó đã như thế, nhưng nó hồi sinh lại, nó phục hồi lại do cái phước duyên nó nâng đỡ, nó đi qua. Mà trong nghiệp báo kêu là trì nghiệp, nó che chở, nó dẫn dắt người này đi. Súng ta bắn ngang đầu chưa chết, chúng ta nghe cái không có tin, nhưng có gì rớt máy bay cũng có người sống, nổ cái đầu bung cái đầu chết hết cũng có, những con số người cũng sống. Là cái nghiệp nó duyên, nó nâng đỡ. Quý vị hiểu được như vậy đó, thì bằng cái nhìn, cái thấy, cái nghe, tất cả do cái nghiệp quả, hiểu xuyên qua nhân duyên nghiệp quả, hiểu qua cái sự vô thường, cái sự khổ não, sự vô ngã. Và cũng vậy, hôm nay chúng tôi quý vị cảm thấy thuận duyên và nghịch duyên
thì thôi hãy quán cái nghịch duyên của tự nhiên giữa mình đối với người. Ủa sao tự nhiên bao năm nay chơi thân tình bây giờ tự nhiên với người ta không chơi với mình nữa? Chưa chắc là người ta không chơi với mình nữa, nhưng người ta không có đủ thời gian, thì người ta đang có những chuyện ưu phiền làm rối cái lòng họ đó, họ không thể nói ra được, thì thôi mình chịu đựng. Hay hoặc là họ có cách sống nó đổi khác một chút xíu, nhưng không phải là họ quên mình hay là bỏ qua, mà tự chúng ta bắt đầu chúng ta chế tác. Đây bởi vì cái thế, cái nghe, cái ngửi, cái ý, cái sự suy nghĩ của chúng ta, đó chúng ta chế tác ra. Chỉ thân quên mình, nó lạnh nhạt với mình, nó không còn chân tình với mình nữa. Thôi thấy ghét cũng chơi, cũng dẹp luôn, tao đâu có cần mày, mày với tao là cái gì. À thế là một bội khó chịu cái sản sinh ra. Ok, thật là lâu, cái người bạn đó, ví dụ như chuyện rồi, mày sao? Thôi cảm ơn. Trời nay chắc mưa rồi, trời mưa rồi, nay được mày khẩu tao cái tự nhiên sao tao thấy cũng tiếc quá. Cái tự nhiên, cái cô kia thì không có ý nghĩ gì hết, các kia không có nghĩ gì hết, mà tự nhiên nguyên cáo lại nó xấu gì mặt cái. Ủa, mày làm em còn uống mày bị gì á, tôi ta đâu có bị cái gì. À, thấy là do này tao khổ, tao nghèo, cái người ta xem thường, tao không quan tâm tao. Mình nói nghiêm túc rồi, tao đâu có làm cái gì đâu mà nói gì. À, có gì hết, nhưng điều mà, đó là cái tự nhiên. Ở đây chúng tôi biết là chính chúng ta hiểu như không có chuyện sao, không có chuyện gì hết thì thôi cho nó qua, nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng cuộc người ta phải quan tâm, cuộc người ta phải biết mình. Trời ơi sao kỳ vậy đó, mình đâu có cái quyền đó. Cái quyền là cái quyền của nhân duyên của nghiệp quả, chứ không có ai mà phân kỳ phân ly. Hôm nay tôi phải thân với người đó, tôi cho người đó và tôi không cho người đó được hay mất, quyền nghiệp quả không ai mà phân kỳ phân ly gì đó hết. Cho nên cái sự hành đúng theo cái pháp, chứ không phải là pháp hành thì nó cao bao la là nhiều thứ, mà nếu như người hiểu biết chỉ là thực hành theo con đường của cái bát giá, cái con đường mặt trắng, hay là con đường của tứ niệm xứ, con đường của quán thấy hiểu về cái vô thường khổ vô ngại. Bây giờ cuộc đời quý vị thấy như bao nhiêu đó, quý vị suy nghĩ rồi ta sẽ chết, rồi ta sẽ già, rồi mọi chuyện gì tới nó là vô thường, ta không nên chấp thủ, ta nên không chấp ngã là quý vị đang con tứ niệm xứ đó. Chứ không phải ngồi vô trường thiền cho công tứ niệm xứ đâu nha. Phải hiểu cái lý này, đó là pháp quán. Tại vì chúng ta không chịu quán, chúng ta không chịu suy nghĩ. Vì chúng ta, mà quý vị biết, khi chúng ta có cái tâm chuẩn bị như vậy, nó là một chất liệu, nó là một sức đề kháng rất mạnh. Khi những hiện tượng xảy ra, coi như là thương người thân, người thương của chúng ta phải chia tay và hay ra đi, hay chúng ta bị mất mát về tiền của tài sản, danh vọng, sự nghiệp, chúng ta có đủ cái ampicillin, có đủ thuốc nó kháng sinh với cái niềm đau khổ của mình, nó rất là nhẹ nhàng. Dĩ nhiên đủ biết rằng bốn câu của sổ dịch cảm thông lý khổ đại đồng đã đành mình phải, nhưng lòng vẫn đau còn phàm vô mà, nhưng nó đỡ hơn. Khi chúng ta hiểu biết Phật pháp thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Khi thấy những mảnh đời, những hoàn cảnh, những hiện tượng nó đi qua quá nhanh quá lẹ, là chúng ta đau khổ. Hiểu biết Phật pháp ở chỗ này, nó không có liều thuốc nào có thể chữa trị. Uống vào để khỏe, uống vào để tỉnh, uống vào để vượt cái bệnh hoạn này, chỉ có tự mình tạo cho mình cái chất đề kháng đó. Đấy là cái lý hành của thế cao thượng, của hành cao thượng, hành đúng pháp thì không có đề nhất đề gì để ta bị tứ ngoài con đường bắt, ngoài con đường vô thí bắt cái giá của trợ đạo bồ đề này, hay là con đường của Phật, không có con đường đó. Đó mà là đó là thấy hành cao thượng, và cuối cùng giải thoát cao thượng, tức là không còn trầm luân sinh tử, sanh ra tịnh Phật hành đã thành, việc nó làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau, tức là chúng ta được tự do trong cái gì, trong cái vận hành của pháp hữu vi, chúng ta cắt đường không cho nó bắt ta, chúng ta phải luân hồi nữa. Cho nên việc nó làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống khác, tức là chúng ta không có ước cầu sanh ngủ nữa. Bây giờ còn tiếp diễn, còn hiện hữu là còn không khổ, cũng như không còn xúc thì làm sao có thọ, không có thọ thì không có ái, mà không có ái thì đâu có chấp thủ, mà không có chấp thủ thì đâu có ước cầu mong muốn đời này đời sau, thì sanh hữu nghiệp hữu không có mặt, mà sanh hữu không có mặt thì làm sao có già, có chết, có sầu, có bi, khổ, có u, có nào. Đó chính là sự giải thoát cao thượng. Hôm nay chúng tôi
có đôi điều phải đến quý vị trong cái ngày giáp năm mà chúng ta gọi là cái lễ đại tường của tiểu tường của thượng tọa Khải Minh. Chúng tôi nghĩ rằng những cái đề pháp lý pháp này giảm chất lượng thuộc về cái gì pháp mà cũng một phần nhẹ để cho chư Phật tử được hiểu, thì mình xin chấm dứt thời gian tiếp ở đây. Nếu có điều chi sẽ tính tính mong còn để quý vị quan niệm cho và kính dân Phật tử là được tất cả tính với đại thiện hương các vị thiên tiên cùng thiện trình pháp tiếp cận các vị chân thành thiên tiên ngài cố hòa thượng viện chủ ở tại cái chùa này chúng ta ngài cũng thực sự cùng thân và nhất là cố thượng tọa Khải Minh ngài tất cả chư vị tiền bối hữu công đã góp nhặt xây dựng kiến tạo dài cho chùa Xu Lý này và cũng để nên để lại cái nền học thuộc các tham hóa vi diệu pháp tại nơi đây từ tốt đẹp ở nơi đây cũng như tất cả đất nước Việt Nam của chúng ta và xin kính xin gửi đến toàn thể quý vị mong tất cả chúng ta được an lạc tân hóa, mong quý vị được thấy